Như tin chúng tôi đã đưa, chợ Khe Tre vừa chính thức hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu kinh doanh của tiểu thương và cung ứng hàng hóa phục vụ tiêu dùng của nhân dân sau hơn 7 tháng kể từ vụ cháy chợ. Là trung tâm mua bán của huyện Nam Đông nên việc gián đoạn hoạt động của chợ đã ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển kinh tế xã hội nói chung. Chính vì vậy, với nỗ lực quyết tâm cao của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực xã hội, chợ Khe Tre sớm hoàn thành công tác sửa chữa, hoạt động trở lại, mang niềm vui, sự phấn khởi cho tiểu thương và người dân huyện Nam Đông. Sau 3 tháng chờ đợi, chị Nguyễn Thị Vương và bà con tiểu thương một số ngành hàng không giấu được niềm vui hạnh phúc khi được quay trở lại chợ Khe Tre để buôn bán. Những ngày qua, dù vất vả, bận rộn, tất bật dọn dẹp, di chuyển, sắp xếp hàng hóa từ chợ Tạm vào lại chợ Khe Tre, nhưng nụ cười, niềm vui luôn hiện diện trên từng khuôn mặt. Chỗ ngồi cũng tạm ổn, đường xá cũng thoáng mát, chứ không gian thấy cũng tốt cũng được, nên chị em buôn bán cũng có hơi là hơn bình thường. Sau những ngày chờ đợi mà trong 7 tháng mà chờ đợi từ chợ di chuyển mà lên đây mà cảm xúc là của em rất chi là vui, và lại là thuận tiện cái đường mà họ đi lưu đi tới, và lại là buôn bán ở đây là nó sạch sẽ hơn, nó không bị hôi hám. Chợ Khe Tre là chợ lớn nhất nằm ở trung tâm huyện Nam Đông, được xây mới và đưa vào hoạt động từ năm 2013 với hơn 450 hộ tiểu thương buôn bán kinh doanh đã phải đóng cửa để sửa chữa sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 2023, thiêu rụi hơn 330 gian hàng của bà con tiểu thương. Chợ Tạm Khe Tre được khởi công xây dựng sửa chữa lại từ giữa tháng 4 năm 2024 với tổng mức đầu tư 6,1 tỷ đồng. Hiện nay, việc sắp xếp, bố trí các ngành hàng đảm bảo mỹ quan, khoa học, thuận lợi cho việc kinh doanh, mua bán hàng hóa và đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế chợ. Chợ an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư hiện đại, hoàn toàn tự động, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy của chợ. Bà con tiểu thương còn vui mừng phấn khởi hơn khi chợ mới được xây dựng sạch sẽ, khang trang, hiện đại. Các quầy hàng được bố trí phân luồng theo từng loại, lối đi lại rộng rãi, thông thoáng, đảm bảo việc kinh doanh an toàn, thuận lợi. Chị em tiểu thương ở huyện Nam Đông, chợ Khe Tre rất chi là vui và phấn khởi. Mọi người đều hân hở đem hàng vô tấp nập để đón một ngày mới. Rất chi là vui. Dự kiến là trong cuối tuần này thì chợ sẽ ổn định, chính thức là sẽ hoạt động ổn định. Về những cái điều kiện như là các cái lối đi, rồi là hệ thống phòng cháy chữa cháy, rồi là hệ thống báo cháy thì đã được đầu tư mới và hoàn toàn là tự động. Đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy thì đã được đầu tư khá hiện đại. Về các lối đi thì hiện tại thì các lối đi là được các ngành bên các ngành đã thẩm định, và các lối đi hiện tại là rất là thông thoáng so với trước đây. Sau khi bàn giao đình chợ chính và đình phụ, huyện Nam Đông sẽ tiếp tục hoàn thiện bố trí khu vực buôn bán cho những hộ kinh doanh hàng vải, áo quần, may mặc tại khu vực chợ Tạm bến xe với diện tích khoảng 670 m². Các tiểu thương phấn khởi và hy vọng sau khi chợ Khe Tre chính thức hoạt động trở lại, công việc kinh doanh buôn bán của họ sẽ có nhiều thuận lợi hơn và ngày càng phát triển hơn.